lỗ thông chính trong những vụ án SCB cũng như là tập phát, nhưng mà chúng tôi cũng chấp nhận và nghiên cứu cái kiến nghị cái tố giác của người dân. Thì tôi thấy là báo cáo với phóng viên là trong cái hồ sơ khi mà cái người dân chuyển từ sổ tiết kiệm và sang mua cái gói bảo hiểm của cái này thì trên hồ sơ là tức là khi người dân rút tiền ra khỏi SCB thì đều có cái hợp đồng thanh lý tiếp tục và ký rất rõ ràng. Cái thứ hai là khi mua cái gói bảo hiểm thì cái hợp đồng nó cũng rất là dài, có rất nhiều thứ, nhưng người dân cũng đều ký vào cái hợp đồng mua cái gói bảo hiểm. Thế thì ở đây là cũng có vấn đề đặt ra là liệu các người lãnh đạo của ngân hàng SCB hoặc các cái nhân viên ngân hàng, các cán bộ tín dụng thì có tuyên truyền, có chỉ đạo tuyên truyền chuyển từ cái tiết kiệm sang một gói bảo hiểm, thì cái này rất là khó khăn. Nếu trên hồ sơ thì rất như vậy, đều rút tiền, đều ký đủ tiền, đều thanh lý hợp đồng tín dụng và mua bảo hiểm hoặc là đầu tư. Thế thì ở đây là lãnh đạo Bộ Công an cũng đặt ra là Bộ trưởng Bộ Công an, thì người dân người ta cũng hiểu biết liệu người ta có bị vấn đề khác cán bộ và dùng các cái thì cái này thì chúng ta cũng đã đặt cái tiêu chuẩn để làm rõ. Trước mắt nếu mà nhìn trên hồ sơ rất khó, nó chỉ là cái chức năng cơ sở. Nhưng mà bên phía VOI thì tôi thấy là người ta cũng đang có thái độ tốt, nên người ta tích cực là người ta sẵn sàng là đối thoại các nhà đầu tư. Thế thì họ cũng thiện chí, nhưng có điều là cái người dân hiện nay là khi chúng ta ký vào các cái hợp đồng thì phải lưu ý rất kỹ các cái nội dung, tránh cái việc mà nghe hoặc là tư vấn của cái người khác mà không hiểu rõ được cái không hiểu rõ cái người ta chủ yếu là người ta nhằm vào cái lãi suất cao, thế nhưng mà các cái điều khoản thì rất không lưu ý. Thế là cái này phần là do cái hiểu biết nên là trong cái thời gian tới là chúng ta cũng sẽ nghiên cứu, sẽ kiểm tra, nhưng mà trước mắt